Ủa thôi. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Xin chào các bác, hiện tại thì em đang có mặt tại hồ câu Đông Lý ở hồ câu Bảy Lý ở thành phố Lào Cai. Con người ở trên đây đều quá nhiệt tình các bác ạ. Hôm qua em di chuyển từ hồ câu Phi Hổ về mà mãi 9 giờ mới về đến đây. Về đến đây thì chủ hồ cũng chuẩn bị sẵn một mâm cơm và rượu đầy rồi, lại làm thêm một chập nữa, cũng say khướt. Tối hôm qua thì đến đây xong là nhậu xong, đêm muộn này bắt đầu mới ra đồ xả ổ, xong là có livestream trên TikTok được một lúc thì, sau đó là đi ngủ. Hôm qua em có livestream trên TikTok, nếu mà em có nói gì sai sót thì các bác bỏ qua nhá, tại vì hôm qua là rượu nói chứ không phải là em nói, lúc đấy là mềm vừa các bác. Bây giờ sáng ra thì cũng may là ở đây thì cái không khí nó rất là trong lành, uống hôm qua say như vậy nhưng mà sáng ra dậy rất là sớm. Đấy, các bác thấy không, bây giờ trời còn đang sương mù mịt này, cảnh đang rất là đẹp. Và bây giờ chuẩn bị em sẽ xả ổ để chuẩn bị cho cái công cuộc đi câu cá Lào Cai của ngày hôm nay anh em nhé. Ốc ở đây thì em đã vừa mới ngâm rồi, bây giờ em xả ổ xong là vào ăn sáng. Chắc là em nghĩ giờ này nó chưa ăn đâu, tại vì giờ này sáng ra còn đang lạnh buốt á, mà xương người đang dày, nên mình cứ xả ổ trước. Anh em thấy không, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới được đi ngắm cảnh như này. Một cái hồ rất là đẹp nằm giữa khe của hai quả đồi. Vậy sáng ra thì sương ngòn đang mập mờ rất là đẹp. Hồ này thì chiều dài khoảng trên 200 mét anh em ạ. Và mực nước là từ 3 mét đến 4 mét rưỡi, tùy theo khu vực. Thì nãy em có hỏi chủ hồ thì nghe thông tin là ở phía đầu hồ này thì nước nó sâu hơn. Còn trên đầu cuối kia thì nước nó chỉ khoảng 3 mét thôi. Còn dưới đầu này khoảng 4 đến 4 mét rưỡi nước. Đấy. Bây giờ thì sáng ra thì bắt đầu anh em cũng đang bắt đầu xuống cần được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cần rồi anh em ạ. Em thì vừa xả ốc xong rồi, bây giờ ra đây ngắm cảnh hồ tí. Chiều ngang của hồ thì không quá rộng anh em nhé. Điểm nào mà rộng nhất thì nó rơi vào khoảng 60 mét. Còn bình bình thì nó rơi vào khoảng 50 mét chiều ngang. Thì với cái diện tích này cũng khá là đẹp. Diện tích và mực nước này khá đẹp. Còn đã về mực nước ở trên này thì khỏi nói rồi. Nói chung là em đi lên mấy tỉnh ở khu trên Tây Bắc này thì gần như hồ nào cũng thế. Nói về nước thì cực kỳ đẹp, nước trong vắt luôn, cực kỳ sạch. Đấy. Nãy lỡ xả ổ đầu kia rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ về đầu này mới thấy cá tăm ở đầu này rất nhiều. Mà nghe chủ nói đầu này nước sâu nữa. Thôi kệ, em sẽ thử mấy tiếng ở trên kia, nếu mà không có hiện tượng thì kiểu gì em cũng chuyển về đêm đánh. Tại vì thấy tăm ở dưới này rất là nhiều. Mà anh em bảo là cá ở trên này tăm nhiều, thở ở nhiều trên này nhưng mà câu nó không ăn. Đấy. Thì em thì em cũng chưa thử nên là chưa tìm hiểu lý do tại sao mà cá thở nhiều lại không ăn. Thôi kệ, có khi đến chiều em cho thằng Quý Đần nó ra đây nó thử câu ở trên này cũng được, xem thế nào. Cái tội không nhấc mồi lên trước. Giời ơi, mày lại báo hại nữa rồi. Hại. Biết địa hình hồ ở đây nó rất là nhiều đá điếc. Sáng ra thì em lấy cần 11 mét là mục đích là để dò đáy xem là khu vực này này nó có bằng phẳng hay không. Thì thấy nó cũng khá là ok, cũng có đồi lõi nhưng mà không đến nỗi. Nói chung là ở trên này thì đồi núi thì thường đáy hồ thì cũng không thể tránh được, không thể bằng phẳng như ở dưới xuôi mà hồ đào được. À, em thấy là đáy cũng khá là đẹp ấy. Sau đó thì bây giờ hồ này thì toàn là cá cũ và nghe anh em nói là toàn ăn hút đấu thôi. Vậy nên là em đã thay vào bằng cây cần ngắn. Đấy, để đánh hồ đấu để vươn xa nhất có thể, đánh cần ngắn trục dài. Em đang đánh cần 8m1 và tổng chiều dài là cần trục thẻo là 24m.
Thì đánh cần ngắn này, thứ nhất là giật cá nó cũng dễ này, đu xe nó cũng dễ này, bo cá nó cũng dễ này. Chứ bây giờ mà đánh cần 11 mét là lâu nay không đánh, bây giờ đánh cần 11 mét cảm giác nhìn thấy cây 10 mét là nản thôi. Bây giờ nó đánh hô đấu toàn đánh cần ngắn 5m4, 6m3 là chính thôi, đánh cho nhẹ nhàng. Hai nữa là bo cá dễ dàng, ít khi bị mất cá. Rồi gặp con Hugo mà 30 cân mà đánh cây cần 11 mét thì chắc chắn là người sẽ xuống hồ, dễ gì bo được cá. Nhưng mà với cây cần 81 hay 72 thì nó chuyện đó nó là đơn giản. 30 cân, 40 cân thì nó là đơn giản. Bắn đây rồi. Báo cá anh em, cẩn thận, cẩn thận. Con này ăn lôi vào trong. Anh em ạ, cá ăn lôi vào trong giật mãi mới chạm nó. Sao lạ nhỉ, có khi nào sốc không? Hay là cá lôi vào trong giật một khúc mới đau. Báo. Cầm cân, à lấy cân vợt đi. Sao không chạy, con gì này? Ơ con đen. Con đen này, chúng móng rồi anh em ơi. Thời tiết. Ê kêu, cầm lấy cân luôn. Cầm lấy cân đã. Không trùng mất cá. Đừng để trùng em ơi. Không, không ấy. Trời ơi. May quá chống móm mà. Ăn ngồng mùa này đi săn cá cũ khoai. Đấy có làm gì đúng không? Ui, cá, cá, cá. Đi cân quá em lỗ bây giờ. Thằng đâu? Mày cầm chết luôn đi à? Không cãi nhau, không cãi nhau. Mất tại mày nhá. Không biết được cho cái này quá. Ăn hạt đan à. Ăn hạt đan anh em. Thế mà anh em bảo cá hồ này không ăn hạt đan thì đánh nó lát. Nhưng mà con này nó ăn không, nó đi vào trong. Anh giật cần dựng lên mới chạm nó. Nó ăn đi vào trong. Vượt hết giày rồi. Nhất. Ơi, to. Rồi chống móm rồi. Kéo một con này là nghỉ được rồi anh em. Rồi bên kia báo luôn rồi, cần thằng báo thủ báo anh em ạ. Kia cần của thằng báo là tài xế. Đi thả cá vào giọng. Thả một phát một đàn cá luôn anh em nhá. Trong đây là ấy, chép về chê cho mày luôn. Thảo phát một đàn luôn. Cá ăn chạy mẹ vào trong giật lên, giữ cần lên mới chạm, sợ thật. To không? Rồi. Mày đâu rồi? Ui, con này to. To. Con này to lắm. To rồi. Ui, to lắm. Đi vào đây đi em. Đi vào đây đi nhé. Tao vào tối. Ăn gì đấy? Ốc. Ốc à? Một con đan ốc, một con đan đan. Con đan kia là con đấy. Con cá mới, con này cá cũ này. Đẹp lắm. May quá anh em ạ. Vào cái mùa khoai sắn này đi đánh cá cũ. Mà hai anh em lên cá một lúc, thằng báo con á là hôm nay nó không dám đầu tư với em nữa rồi, mà nó tự một mình nó đầu tư luôn, là nó được một con là về bờ luôn rồi. Nó đầu tư với em nó toàn lỗ. Con của thằng báo á thì là ăn ốc, còn cái con của em thì lại ăn đan anh em ạ. Tuy nhiên đan thì em không phải đánh đan treo, nhưng đánh hũ đấu thì đan nằm đáy.
Thì vừa rồi em thấy kéo cần vào thì cá ăn trong, cảm giác ăn trong ăn ra. Sáng thì nó đè cũng 6-7 lần đấy. Đến khi đánh gần vào thì nó mới ăn. Sáng thì em đánh sai cần, đánh cần chiến 81. Và thấy cá đè nhiều em nghĩ nó nằm ở trong. Thế giờ em mới thay bằng cây Hắc Vương 72. Thì nó đúng là ăn lùng trong. Tại vì trước lúc đó là nó ăn một lần rồi nhưng không ai úp cần. Mãi mãi mới có người chạy ra thì nó nhả mất rồi. Buổi đầu đến hồ nên là cũng không biết là cá ăn sai hay là ăn gần. Thường thì anh em ở đây thì một số anh em đánh đủ 24 mét thôi. Còn đa phần là anh em vẫn đánh 21 mét là chủ yếu. Em này, mới lần đầu đến hồ chả biết ăn sai gần. Cứ đánh full sai. Nhưng hóa ra nó ăn lùng trong anh em ạ. Tại sao mà anh em đánh 21 mét thì chắc là phải có lý do. Đấy là tất cả những gì em được trải nghiệm tại đất Lào Cai. 3 ngày, 3 đêm trải nghiệm tại hai hồ. Và kết quả là được 10 con. Như kiểu là có điểm với các bác ạ. Lúc đi đăng status là đúng 10 con mới về. Và hôm nay là cũng đúng là được 10 con. Được 8 con ở hồ Phi Hổ. Và hôm nay sang hồ Bảy Lý thì được 2 con. Vừa đủ. Chú báo con thì hôm nay thì tí nữa là được rực rỡ nhất hồ. Nhưng mà vì tay nghề còn đang non, có cả hồ chứng kiến ấy, bò cá nhưng mà không nhấc cần mà lại cầm cần lôi về sau chạy. Nên là cuối cùng rách mồm cá, cá quậy trên mặt nước. Lên đây chuyến này của em này chủ yếu mục đích là đi trải nghiệm và cũng như một cái chuyến đi nghỉ dưỡng. Thì lên trên này thì cái thời tiết khí hậu cũng khá là ok. Tuy nhiên là thời tiết hơi lạnh. Nhưng mà tình cảm anh em ở đây dành cho em thì cũng rất là nhiều. Chính vì thế thì cũng có một cái phần nào đó là an ủi cái tinh thần. Đến tất cả các hồ thì không ra nhà nghỉ ngủ các bác ạ, mà toàn ngủ tại hồ thôi. Nhưng mà cảm giác nó rất là sảng khoái. Thứ nhất là thời tiết khí hậu trên này nó rất là trong lành. Khi mà ngủ dậy xong thì ngày hôm sau thấy rất là dễ chịu. Đấy. Rượu thì anh em cũng mời nhiệt tình. Mà sáng thì cứ sáng ngày ra là lại tỉnh bơ ngay. Anh em ở trên này thì thực sự là khi mà em lên thì cũng rất là cảm ơn anh em Lào Cai đã luôn luôn làm quan tâm và cũng luôn luôn là tiếp đón em rất là nồng hậu. Đấy. Đây là một cái chuyến đi khá là đáng nhớ của em. Đây các bác thấy đấy không? View hồ rất là đẹp. Những cái view hồ như thế này thì dưới đồng bằng chắc chắn là sẽ không có. Mà thường thì chỉ có những ở những cái vùng miền núi thì mới có những cái hồ mà view nó đẹp như thế này. Hồ rất là dài, diện tích thì cũng không quá rộng lắm nhưng cũng không quá hẹp, vừa đủ để đánh. Hai bên là hai quả đồi và cái hồ là nằm len ở giữa hai quả đồi. Sáng ra thì sương mù phủ lập lờ trên mặt hồ rất là đẹp. Nói chung là view thì cực đẹp rồi. Hồ thì cũng khá là nhiều cá. Ở dưới hồ là hiện tại là có khoảng gần 400 con chấm đen. Với một cái mật độ như này thì chưa phải là dày nhưng mà cũng không phải là đầy thưa đủ để đánh. Nhưng mà chỉ có là mùa đông thì con cá các bác biết rồi, câu con cá cũ rất là khó. Để dụ được nó về ổ rất là khó nên là mùa đông thì câu nó sẽ hơi khó khăn một chút. Cái hồ này mà nếu là mùa hè thì em nghĩ chắc là lên tơi lắm. Tại sao nó quá đẹp. Tuy là hồ ở vùng miền núi nhưng mà sáng nay em ra em dò đáy đáy khá là phẳng phiu. Chứ không bị vướng đá hay là cái gì ở dưới cả hay mấp mô. Khá là bằng phẳng. Nước thì khá là trong. Không được trong vắt đâu nhưng mà cũng khá là trong. Nói chung là nhìn cái hồ là đã muốn xuống cần rồi. Đấy. Cũng rất là may mắn là hôm nay là cả hồ lên nó chậm ăn. Có 4 con rồi anh em ạ. Thì em may mắn bắt được một con và chú báo con bắt được một con. Tí nữa là chú báo con là được rực rỡ đẹp trai nhất hồ đấy. Em cũng rất là may mắn là được đi trải nghiệm được ở rất nhiều nơi, nhiều hồ. Nhưng mà chuyến này thì lên trên này là thứ nhất là cái thời tiết khí hậu này. Thứ hai là cái con người nơi đây. Từ chủ hồ cho đến các anh em cần thủ đều là rất là nhiệt tình và vui vẻ. Chính vì thế là em hứa em sẽ quay lại đất Lào Cai một lần nữa. Sẽ cố gắng quay lại một lần nữa vào dịp gần nhất. Và nếu có điều kiện thì em sẽ quay lại nhiều 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 nữa. Nhưng mà chắc chắn sẽ phải quay lại anh em ạ. Chứ trên này anh em mà nhiệt tình như thế mà hồ nhiều hồ đẹp như thế mà không quay lại thì rất là phí.
hai cần, mỗi cần câu 2k. Hết 1 triệu thì câu anh em. Tiền cá được 1 triệu 50. Thôi bây giờ thả cá lại cho chú hói em nhá. Không phải cân, cân nó hỏng cá, ướm tính ướm hỏng mắt thôi. Ủa thôi. Tí nữa thì nhau đâu. Nó khỏe lắm. Khỏe lắm. Đi đi nhá, xong là mai lại vào các ổ mồi mà ăn nhá.